Quý vị thân mến, trước khi tiếp tục phần 2 của chương trình mang tên là Chắp cánh ước mơ, thì trường Neo Kids cũng muốn dành một chút ít thời gian để có thể gửi tặng những món quà cũng như là những món hoa tươi thắm cho các bé cũng như là các vị phụ huynh đã có những cái nhất rất là đáng yêu ở Neo Kids ạ. Đầu tiên thì xin mời gia đình gắn bó lâu năm với Neo Kids nhất là gia đình của bé Uyên Nhi, bé Minh Nhật và chị Như, và cũng như là gia đình bé Phương Khanh, Gia Khương và mẹ Thảo. Hai gia đình của chúng ta đã gắn bó với Neo Kids rất là lâu, khoảng thời gian là từ 8 đến 10 năm ạ. Và cái nhắc thứ hai, chúng tôi xin được mời gia đình đông bé học tại Neo Kids nhất, đó là gia đình siêu nhân, đó chính là năm bé là Nguyên, Ngân, Ngọc, Nghiêm Nghị cũng như là chị Yến cùng lên sân khấu. Còn cái nhắc thứ ba sẽ là gia đình ở xa Neo Kids nhất, đó là gia đình của bé Minh Khôi, Minh Nguyên và Minh Quang. Và cái nhắc thứ tư, bé có tiến triển nhanh nhất tại Neo Kids đó chính là bé Bảo Trân. Xin mời bé Bảo Trân cùng ba mẹ của bé lên sân khấu. Cũng như là học viên lớn tuổi nhất của Neo Kids, xin mời anh Hồ cùng lên sân khấu ạ. Và đại diện hội phụ huynh thân hữu là chị Hạnh và chị Tâm, chúng tôi xin được trân trọng mời anh chị cũng như là phụ huynh của các bé cùng lên sân khấu để Neo Kids có thể trao tặng những món quà cho các anh chị ạ. Và xin mời đại diện của trường Neo Kids là thầy Kỳ Anh cũng sẽ lên sân khấu để trao tặng quà cho các gia đình của chúng ta. Gia đình. Dạ. Chị Hương ạ. Dạ thì đầu tiên xin mời thầy Kỳ Anh bước ra đây vài bước ạ. Dạ xin mời thầy Kỳ Anh bước lên phía trước quý hội phụ huynh ạ. Dạ thì cũng thay mặt quý hội phụ huynh gọi là thân hữu lâu năm cùng đồng hành với Neo Kids, có những bé đã theo thầy từ 4 tuổi như là gia đình của bé Nhật, bé Nhi đứng đằng đầu kia, và đến giờ là bé Nhật to tướng đó. Và tiếp sau đó là nói chung tất cả các con ở đây đều theo với thầy Kỳ Anh và cùng đồng hành với Neo Kids là từ hồi 4 năm tuổi đến giờ hết. Và có những gia đình đó là năm anh em siêu nhân. Dạ. Thì nói chung là các bé được sinh hoạt ở đây và đều cảm thấy Neo Kids là giống như một cái gia đình thứ hai của mình. Tụi con có thể thoải mái, vui chơi, giải trí sau những giờ học căng thẳng bằng những cái nốt nhạc. Và dưới cái sự nhiệt huyết, tận tình và nói chung truyền hết tất cả những cái kinh nghiệm của các thầy cô giáo, thầy Kỳ Anh nói riêng và cũng như các thầy cô giáo nói chung, thì các con hiện nay phải nói là cũng đã rất là tự tin và có kiến thức về âm nhạc, cảm nhận được, nghe và có thể có được cái cảm giác feeling khi mà đánh bài. Thì hôm nay cũng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Neo Kids và cũng là một cái chặng đường dài của thầy Kỳ Anh và cái nickname vẫn gọi là thầy Cáp của các con á. Thật sự 10 năm nó cũng không phải là nhỏ, nó là một con số rất là tròn trĩnh. Và hội phụ huynh thân thiết cũng có một chút một cái quà cho trường Neo Kids và rất mong là thầy mở ra và thầy đọc dùm trước mặt mọi người ạ. Trời. Hội phụ huynh thân thiết gửi thầy Cáp. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 10 năm quá trình giảng dạy của Cáp, chúng tôi xin chúc cho Cáp thật nhiều sức khỏe và đạt được những hoài bão mà thầy mong muốn. Chúng tôi cũng xin chúc cho các thầy cô cùng các học trò Neo Kids ngày càng cháy sáng hơn nữa trong ngọn lửa đam mê của mình và tạo sân chơi bổ ích ngày càng rộng lớn hơn nữa. Hội phụ huynh thân thiết xin được tặng cho trường Neo Kids một TV Samsung 28 inch Full HD. Ủa? Xin lỗi là
để hỗ trợ sử dụng trong các chương trình của trường. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tận tâm dạy dỗ, truyền cảm hứng cho các học trò thân yêu của mình. Vì TV quá to và để thuận tiện cho buổi lễ nên chúng tôi xin được trao thầy remote và catalog tượng trưng. Ngày mai sẽ có người giao TV đến trường Neo Kids, mong thầy nhận cho, xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý phụ rất là nhiều, rất là bất ngờ. Cảm ơn quý vị phụ huynh và các em đã gắn bó với lại em và trường Neo Kids rất là lâu, luôn luôn đồng hành, luôn luôn là cái niềm khích lệ để mà mình tiến bước hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Dạ, theo như yêu cầu thì bây giờ em xin được mở theo yêu cầu của phụ huynh. Đây là cái remote và catalog do phụ huynh cam đoan. Dạ, xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị phụ huynh và các em.